Thưa quý vị và các đồng chí, trong di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn rằng hài cốt của người sẽ được hòa táng, tro cốt chia thành 3 phần và chôn cất tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Song để đáp ứng nguyện ước của nhân dân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có một quyết định trái với ý nguyện của Bác là giữ gìn lâu dài thi hài người cho các thế hệ mai sau. Một quyết định hết sức thiêng liêng, song cũng rất khó khăn vào thời điểm lúc bấy giờ là phải làm sao để chuẩn bị mọi phương án và điều kiện tốt nhất giữ gìn thi hài Bác sau khi người từ trần. Một quyết định hết sức thiêng liêng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, song cũng đầy táo bạo, khó khăn. Giữ gìn và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện đất nước còn lạc hậu về công nghệ và chiến tranh. Một sự chuẩn bị chu đáo về cả tinh thần, lực lượng và điều kiện cơ sở vật chất. Một nhiệm vụ đặc biệt được trao cho những người được chọn. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, hiếm có con người nào mà tên tuổi và sự nghiệp lại gắn bó với vận mệnh của một dân tộc, một đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ là tên gọi trìu mến nhất, thiêng liêng nhất mà cả dân tộc đã dành để gọi vị lãnh tụ kính yêu của mình. Bác đã trở thành một lẽ sống không thể thiếu được trong đời sống chính trị và tinh thần của đất nước. Hồ Chủ tịch muôn năm, lời hô vang giản dị và tha thiết ấy là lời chúc cho Bác mãi mạnh khỏe, sống lâu, trường sinh cùng với dân tộc, với đất nước. Nhưng sinh ra ở đời thuận theo lẽ tự nhiên. Tháng 5 năm 1967, sau lễ mừng thọ nhân ngày sinh thứ 77 của Bác, Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn việc bảo vệ sức khỏe của người và chuẩn bị giữ gìn thi hài Bác lâu dài khi người qua đời. Vốn là người sống giản dị, nên sau khi qua đời, người chỉ có một nguyện vọng: hỏa táng thi hài Bác, lấy cho đựng vào 3 chiếc bình, đặt trên 3 ngọn đồi thấp ở Bắc, Trung, Nam, để đồng bào có thể đến với Bác và để Bác mãi mãi được gần gũi với nhân dân. Bởi vậy, quyết định trên của Bộ Chính trị là trái với ý nguyện của người. Song, việc giữ gìn thi hài Bác cho đời đời con cháu mai sau được chiêm ngưỡng lại là nguyện vọng thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để thực hiện chủ trương này của Bộ Chính trị, một trong hai vấn đề quan trọng được xác định vào thời điểm lúc bấy giờ đó là phải lựa chọn được vài cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Trên thế giới này này, về lý luận, về y văn ấy thì cái khoa học giữ gìn thi hài thì nó khó rồi chứ không phải nó không có. Nhưng mà trong thực tế thực hiện thì toàn thế giới chỉ có Liên Xô làm thôi. Chứ còn toàn thế giới thì không có đâu người ta giữ gìn thi hài toàn vẹn và lâu dài như là Lenin. Thế vì thế cho nên thì ta mới nhờ Liên Xô. Mà ta cũng chỉ nhờ thế là vì theo cái việc là họ đã làm. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Trung ương Đảng và Nhà nước Liên Xô cũ, Tổ Y tế đặc biệt của ta gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Gia Quyền, đồng chí Lê Ngọc Mẫn và đồng chí Lê Điều được giao nhiệm vụ bí mật lên đường sang Liên Xô học tập. Nội dung học tập của Tổ là công tác ướp và giữ thi hài tại Viện Khoa học giữ gìn thi hài Lenin. Sau 7 tháng học tập, Tổ Y tế đặc biệt về nước chuẩn bị cho những công việc đầu tiên của một nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Về khoa học giữ gìn thi hài, kỹ thuật chống nấm mốc thi hài là một kỹ thuật khó và phức tạp. Kỹ thuật này, phía Liên Xô yêu cầu Việt Nam chịu trách nhiệm trong quá trình phối hợp chung hai bên. Do đó, để hoàn thành công việc này, Tổ Y tế đặc biệt đã tập trung nghiên cứu, thực nghiệm trên cơ sở kết hợp vận dụng những tri thức đã học tập được tại Liên Xô với kinh nghiệm và phương pháp cổ truyền của dân tộc. Trong khi Tổ Y tế đặc biệt tiến hành công tác chuẩn bị, Quân ủy Trung ương đã giao cho Bộ Tư lệnh Công binh nghiên cứu và xây dựng một công trình
để làm công tác khoa học và giữ gìn thi hài và bảo quản thi hài. Trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ít ai biết được rằng khu di tích đền thờ Bác Hồ này trước đây đã gắn với một công trình đặc biệt mang mật danh 75A. Đây là nơi lưu giữ thi hài Bác đầu tiên sau khi người qua đời. Xây dựng cấp tốc một cái khu thực nghiệm, mà khu thực nghiệm này gọi là bãi khu thực nghiệm 75A. Mà khi xây dựng xong thì trong đó là có một cái phòng mà nó xây dựng toàn bộ bằng kiên cố lắm, cái cửa có lẽ là nặng một tấn cơ mà, cho nên là cái phòng ấy là bảo đảm vì Bác đã mất trong cái điều kiện đang có chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã tiến hành ở Hà Nội. Để đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt của công tác giữ gìn và bảo quản thi hài, công trình này phải có độ vững chắc, chống được bom đạn ở mức độ nhất định, có thiết bị điều hòa nhiệt độ để bảo đảm nhiệt độ thường xuyên là 16 độ C, độ ẩm 75%, không có gió lùa, vô trùng tuyệt đối, đặc biệt giữ được an toàn bí mật. Là bởi vì lúc đó mình cũng là phải tìm một cái chỗ nó ở ngay cái chỗ Bác. Đấy, khi Bác mất thì chuyển lên đây nó nhanh. Thế cái thứ hai nữa là mình dễ giữ bí mật, là bởi vì đấy nó là vẫn là cái bệnh viện. Thế mà ở trước mặt cái bệnh viện đó thì lại là cái nhà tang lễ. Một trong những công trình quan trọng khác vào thời điểm lúc bấy giờ là nơi sẽ quản thi hài Bác trong những ngày tang lễ. Địa điểm được chọn là hội trường Ba Đình. Nhưng muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối thi hài Bác trong những ngày tang lễ thì tại đây phải có một công trình với đầy đủ các tiêu chuẩn như ở 75A, dù chỉ sử dụng trong thời gian diễn ra tang lễ. Ngoài ra, công trình 75B ở Ba Đình còn phải đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác, do nơi đây sẽ là nơi quy tụ rất đông người tới viếng Bác. Sự biến đổi về nhiệt độ, độ ẩm sẽ đặt ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc bảo quản và giữ gìn thi hài. Khó khăn nhất, phức tạp nhất vào thời điểm lúc bấy giờ là việc thi công hòm kính đặt thi hài Bác. Nó phải là tấm kính khổ lớn, loại kính không vỡ, dày, trong suốt, không có gợn sóng và đặc biệt phải khắc phục được hiện tượng đọng hơi nước ngưng tụ ở mặt kính khi chạy máy điều hòa nhiệt độ. Bằng đôi bàn tay khéo léo của những người lính công binh, việc thi công hòm kính phức tạp này đã đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của chuyên gia Liên Xô. Chín giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, một trái tim lớn của dân tộc đã ngừng đập. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. 13 phút sau khi Bác ra đi, chiếc xe hồng thập tự của quân y viện 108 làm một nhiệm vụ lặng lẽ là đón Bác về 75A. Lúc này cả nước chưa hay tin Bác vừa đi xa. Đó là khoảnh khắc vô cùng hệ trọng của đất nước, giờ phút không thể nào quên trong lòng những người có mặt vào lúc đó. Là giây phút quan trọng trong việc quyết định sự thành bại trong việc giữ gìn thi hài Bác sau này. Nó tuyệt đối cần sự bình tĩnh, tỉnh táo, chính xác, kịp thời ở những trái tim đang thổn thức nỗi đau của cả dân tộc. Cái môi trường mà ta làm việc ở nơi lưu giữ thi hài Bác á, nó có bảo đảm thông số nhiệt độ là quan trọng nhất. Cái thứ hai là vô trùng là quan trọng thứ hai. Có một cái nữa là cái quan trọng là cái ướp. Phải xác định cái nồng độ, tỷ lệ các chất và chất gì là một loại giai đoạn nào thì phải bảo đảm. Trong khoa học giữ gìn thi hài, phải đảm bảo những yêu cầu chung
như thi hài phải nguyên vẹn, không teo quát, không nấm mốc, không đen sạm, là thi hài thực chứ không phải giả. Phải giữ được những nét đặc trưng của thi hài như khi còn sống. Phải đảm bảo được yêu cầu có thể để đông đảo người tới viếng thăm trong điều kiện môi trường bình thường, và quan trọng là phải giữ được thi hài lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ở tuổi 79, sức khỏe của người đã giảm sút. Tuy nhiên, do khi còn sống, người rất chăm chỉ rèn luyện thân thể, nên khi mất, hệ thống mạch máu của người về cơ bản vẫn thông suốt đến các hệ thống mao mạch. Đây là một yếu tố thuận lợi cho công tác giữ gìn thi hài Bác. Công đoạn ướp thi hài ban đầu là một trong những giai đoạn đặc biệt quan trọng và không hề đơn giản. Nó đòi hỏi những người thực hiện cần phải có hiểu biết về các vấn đề lý hóa. Đồng thời, các thao tác phải rất khéo léo, tỉ mỉ để có thể cố định, rửa sạch các thành mạch và đảm bảo tính thẩm mỹ. Với sự giúp sức của các chuyên gia Liên Xô, giai đoạn ướp thi hài Bác sau khi Bác mất đã thành công. Thi hài giữ được nguyên vẹn nét đặc trưng ban đầu. Do làm tốt công tác chuẩn bị từ trước đó, nên trong cuộc tổng kiểm tra các mặt chuẩn bị cho ngày viếng đầu tiên, các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm đều báo hết sức ổn định. Các chuyên gia Liên Xô khi đó đánh giá rất cao sự chuẩn bị này của chúng ta. Sau những ngày tang lễ, bắt đầu bước vào giai đoạn bảo vệ và giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, bí mật ấy được giao cho đoàn 969, thực hiện trong điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, bước vào giai đoạn quyết liệt nhất trước khi giành được thắng lợi cuối cùng. Khu di tích Đá Trông K9 là địa danh văn hóa lịch sử, nơi Bác đã từng sống và làm việc. Tại nơi này, người đã cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Và khi người qua đời, K9 là nơi được lựa chọn là địa điểm giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài của người trong những năm chiến tranh ác liệt với mật danh K84. Để đảm bảo việc giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Bác tại K9, khu vực này được khảo sát và cải tạo lại để hội đủ các yếu tố về kỹ thuật, công tác an ninh, phòng thủ và bảo mật. Ngôi nhà kính này là nơi ở của các chuyên gia y tế Liên Xô giúp chúng ta giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Bên cạnh đó là nơi quản thi hài Bác. Có thể nói, công việc khó khăn, nặng nhọc nhất thời điểm lúc bấy giờ là phải cải tạo hầm ngầm để có thể biến nơi đây thành một labo y tế ngầm đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như ở 75A và tăng cường thêm khả năng chống bom, tên lửa các loại. Thi hài ban đầu đưa lên K84 được đặt ở tầng nổi. Từ năm 1972, đề phòng Mỹ ném bom mở rộng ra miền Bắc nên chuyển xuống tầng hầm vững chắc. Để đưa thi hài Bác xuống hầm mà không dùng đến người khiêng, bộ đội công binh khi đó đã thiết kế ra một bộ giá đỡ có bánh xe trượt trên hai đường ray uốn cong theo độ dốc tới 60 độ. Hộp thi hài sẽ được đặt trên giá đỡ, luôn được giữ cân bằng dù di chuyển bằng tay hoặc dùng tới tời bằng điện. Đến tháng 12 năm 1969, công trình K9 đã hoàn thành những chi tiết tu sửa cuối cùng để sẵn sàng đón Bác lên. Nhưng với những người lính thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác, thời điểm lúc bấy giờ thực sự là một cuộc cân não mới. Đi bằng đường bộ thì phải chở bằng ô tô, mà chở bằng ô tô thì nhất định là sóc. Thế cái thứ hai là phương án, thứ hai là đi đường thủy. Thế chọn trên K9 thì phải đi ngược sông Hồng, thì lại đi ngược dòng lên K9 thì làm sao mà không động chạm được thi hài. Cái thứ ba là dùng máy bay thì tự nhiên này ở cái địa điểm nào đó mà có cái máy bay đổ xuống rồi lại bay lên rồi lại đổ xuống vì tập mà thì lọ hết rồi. Thế cho nên này loay hoay mãi, tính toán mãi thì cuối cùng là phải
phải dùng đường bộ là chính thôi. Sau khi phương án đường bộ được lựa chọn để tiến hành cuộc hành quân được tuyệt đối an toàn và bí mật, các bài toán khó lần lượt được đặt ra. Về phía các chuyên gia Liên Xô, họ đưa ra những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Trong khi di chuyển, tuyệt đối không để rung sóc. Tiêu chuẩn được đặt ra là đặt một cốc nước đầy cách miệng 3cm trên hòm thi hài. Khi di chuyển, nước không sánh ra là được và vẫn phải đảm bảo chế độ vô trùng. Yêu cầu thứ hai là các số liệu về kỹ thuật, nhiệt độ, độ ẩm không được thay đổi, phải như ở buồng đặc biệt. Và quan trọng là thời gian di chuyển không được kéo dài quá 4 giờ. Bài toán thứ hai đặt ra cho những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này là giải pháp về y tế, phương tiện di chuyển. Đây là những chiếc xe Jin 157 được Sườn 49, Bộ Tư lệnh Công binh cải tạo để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Tuy nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thùng xe đã được chia thành 3 ngăn. Hai ngăn là hai bên chứa nước đá có hệ thống an toàn để không xô lệch, có thể thoát nước. Ở giữa là nơi đặt hòm gỗ lớn đựng thi hài. Dưới có lò xo và đệm cao su. Đường lên K84 rất xấu, gập ghềnh, lồi lõm, rất khó đi. Do đó, bên cạnh việc chọn và chuẩn bị phương tiện thì công tác khảo sát và luyện tập di chuyển hơn 70 cây số đường bộ từ 75A lên K84 được thực hiện một cách cẩn thận. Sau hơn 3 tháng ròng rã luyện tập, từ các chiến sĩ bảo vệ, lái xe cho đến cán bộ chỉ huy đều đã thuộc nằm lòng từng ổ gà trên chặng đường kể trên. Đúng 23 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1969, cuộc hành quân bắt đầu. Ông Kinh Chi được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc hành quân này. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 12, đoàn xe tới K84. Hòm thi hài Bác nhanh chóng được chuyển vào nhà kính. Phải đến khi các chuyên gia Liên Xô kiểm tra kỹ thuật, thấy các thông số vẫn bảo đảm thì những người thực hiện nhiệm vụ khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt 6 năm đất nước chiến tranh, đã có tất cả 6 lần di chuyển thi hài Bác đi và về giữa Hà Nội và K84. Nhưng bằng sự yêu kính và ý thức trách nhiệm cao với nhiệm vụ, những người lính đoàn 969 đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cả 6 lần di chuyển lịch sử đó. Với lòng tôn kính và sự biết ơn, các cán bộ chiến sĩ đoàn 969 cùng các chuyên gia nước bạn và các cán bộ y tế Việt Nam đã vượt qua tất cả những thử thách, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau gần 50 năm, di hài của Bác vẫn đang được thế hệ những người lính Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn, để nhân dân luôn được đến với Bác và cảm nhận Bác vẫn luôn có mặt trong cuộc sống hôm nay và gần gũi trong mỗi cuộc đời. Tạp chí Khoa Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.